Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 4. Chương 31. Nhân thể bí cảnh, Hắc Thiết Huyền Quan, 1. Sắc mặt Hứa Ứng đỏ ửng nói, đọc xong rồi chả, vẫn chưa đọc xong mà. Trông ngươi nôn nóng như kiểu ta giấu sách của ngươi ấy. Con gấu đen này là yêu quái trong Hiểu Sơn, coi như người quen của y. Trẻ con nhà nghèo phải lo việc nhà từ sớm. Hứa Ứng là người bắt rắn ở Linh Lăng, bình thường phải chạy khắp núi đồi, tìm kiếm dị xà khắp nơi. Đi vào vùng hoang dã nhiều, khó tránh chuyện gặp phải yêu quái. Tuy y là đứa trẻ thành thật nhưng tu luyện thái nhất đạo dẫn công từ nhỏ, khí huyết hùng hồn. Yêu quái bình thường không phải đối thủ của y, cho nên Hứa Ứng và rất nhiều yêu quái trong rừng núi Linh Lăng có đánh thì mới quen. Y tu luyện thái nhất đạo dẫn công nhiều năm, sau khi tu vi lên tới đỉnh phong là không còn đường để đi. Cho nên tới vơ vét của đám yêu quái này, muốn nghiên cứu kinh thư của yêu quái, cố gắng tìm ra con đường phía sau. Hùng yêu Hùng Thiên Lý là một trong số những người bị hại. Chúng ta không ăn hắn thật à? Xà yêu ngoan thất liếc mắt nhìn gấu đen, liếm mép, nhỏ giọng nói, ta hơi đói. Hùng Thiên Lý trợn mắt, họ Hứa, quả nhiên các ngươi định ăn thịt ta. Hứa Ứng lên tiếng khuyên nhủ, Thiên Lý, ngươi cũng biết ta mà, ta đẹp trai lương thiện, không ăn yêu quái. Nếu ta ăn ngươi đã ăn từ mấy năm trước rồi. Vừa dứt lời thì cái bụng không biết điều của y kêu ủng ục vài tiếng. Hùng Thiên Lý sợ hết hồn, co vào trong góc không dám ra. Hứa Ứng tìm kiếm trong hang núi một hồi, quả chuông lớn cũng bám theo sau lưng y, va vào xung quanh phát ra tiếng leng keng. Cũng may trời mưa xối xả, không thể lên núi, bằng không tiếng chuông này chắc chắn sẽ khiến truy binh kéo tới. Y tìm một lúc, trong hang núi chỉ có chút chén bát nồi niêu muôi chậu và một số sách cũ, ngoài ra còn ít khoai lang củ đậu, không có đồ ăn gì khác. Hứa Ứng liếc mắt nhìn Hùng Thiên Lý trong góc, con gấu đen run cầm cập kêu, đừng nhìn ta không ăn thịt người. Lần trước ngươi nói không cho phép hại người, ta kiêng cả gà vịt chó mèo rồi, chỗ này không có thịt đâu. Ngươi thấy đồng ruộng bên ngoài rồi đấy, chỗ khoai lang củ đậu này đều là ta trồng dưới đất. Hứa Ứng nhức đầu nói, lúc bình thường vẫn có thể ăn chút thịt chim muông thú rừng chứ. Thôi, đâu phải không có thịt thì ta khó chịu, ăn chút khoai lang củ đậu cũng không chết được. Hắn cầm ít khoai lang cho lên lửa nướng, một lát sau mùi thơm đã thoang thoảng. Gấu đen cũng đói bụng, cẩn thận từng chút một đi tới, lấy mấy củ ăn. Xà yêu ngoan thất thấy dáng vẻ không có tiền đồ của hắn, không khỏi tức giận, kêu lên, nơi này là hang ổ của ngươi, khoai lang này là ngươi trồng, không phải của hắn, sao ngươi phải cẩn thận như vậy? Gấu đen lau nước mắt, nức nở nói, ngươi chưa bị hắn đánh thôi. Ngoan thất không khỏi rơi lệ, huynh đệ, hóa ra ngươi cũng giống ta, đều gặp phải cảnh ngộ như vậy. Hứa Ứng đặt củ khoai nướng xuống, nói với vẻ không vui, Thiên Lý, ta tưởng chúng ta là bằng hữu, không ngờ ngươi lại nói như vậy. Gấu đen vâng vâng dạ dạ ngồi bên cạnh ngoan thất, nói nhỏ, hắn cầm một tảng đá lên, ép đá thành nước, nói nếu ta không đưa kinh thư thư cho hắn, hắn sẽ vắt đầu ta ra nước, còn định để ta uống. Hứa Ứng nghe thấy vậy, mặt mũi tối sầm lại, không nói năng gì, cúi đầu vừa ăn khoai lang vừa nghĩ, rõ ràng đã nói đồng ý làm bằng hữu của ta, thế mà vẫn nói xấu sau lưng người ta. Hừ, xà yêu ngoan thất lén lút liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái, nói nhỏ, khi hắn uy hiếp ta giao kinh thư cũng ép đá thành nước, còn nặn ra nước thật, khiến người ta rất sợ hãi. Hùng Thiên Lý hạ thấp giọng nói, tác phong côn đồ, không văn nhã như yêu quái chúng ta. Xà yêu ngoan thất gật đầu lia lịa nói, bình thường huynh đệ đọc sách gì? Hùng Thiên Lý vừa mừng vừa sợ, ngươi cũng thích đọc sách. Hai con yêu quái có cảm giác tri kỷ, có rất nhiều lời muốn nói, chỉ tiếc Hứa Ứng ở bên cạnh cản trở. Hứa Ứng sắc thuốc xong, chia ra thuốc bôi ngoài da và thuốc uống, bôi thuốc cho ngoan thất. Xà yêu ngoan thất dùng đuôi cuốn lấy cái bát, uống ừng ực hết sạch. Hứa Ứng lại bôi thuốc cho mình, y bị nội thương không nghiêm trọng lắm, nhưng vết thương da thịt lại không nhẹ, cần chữa trị thật sớm. Dùng thuốc xong, Hứa Ứng nhìn ra ngoài, tuy trời đã tối đen nhưng còn chưa tới lúc mặt trời xuống núi. Ngoan thất, phương pháp mà quả chuông truyền thụ cho ta có thể chữa trị nội thương lục phủ ngũ tạng, còn có thể tăng cường tu vi, chuyển hóa khí ngũ tạng thành nguyên khí. Để ta truyền thụ cho ngươi. Hứa Ứng ngồi trước lửa trại, thuật lại phương pháp cô đọng ý thức thành thần thức, dùng thần thức mở cửa, đi vào khu vực Hy Di. Nếu ngươi mở được khu vực Hy Di trong cơ thể,
ngươi có thể thấy lục phủ ngũ tạng của mình, tim gan như ngọn núi đảo ngược. Ngũ tạng có ngũ khí, tỏa ra thần quang ngũ sắc, kết hợp với đại nhật luyện thể là có thể chứng kiến. Ngươi tập hợp ngũ khí là có thể thực hiện ngũ khí triều nguyên, tu thành nguyên khí. Làm đến bước này, có lẽ ngày tiến ngàn dặm, trở thành yêu vương cũng không khó. Xà yêu Ngoan Thất nghe tới mê mẩn, con hùng yêu Hùng Thiên Lý cũng ngồi bên đống lửa nghe giảng, sắc mặt ngây ngốc. Hứa Ứng giảng xong, để mặc bọn họ tu luyện, bản thân lại thực hiện nội quan, thần thức tiến vào khu vực hy di trong cơ thể. Xà yêu Ngoan Thất là dị xà, thực lực vốn xấp xỉ Hứa Ứng, đấu với Hứa Ứng 3 ngày 3 đêm rồi mới bị bắt, tư chất vốn đã bất phàm. Hứa Ứng nói một lần mà hắn ngộ ra rất nhiều, chẳng bao lâu sau đã mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chìm vào nhập định. Đầu óc con gấu đen kia không được linh hoạt, đành phải ngồi bên đống lửa chậm rãi tìm hiểu. Hứa Ứng ngồi trước đống lửa, ý thức giữ thái nhất, đôi mắt nửa mở nửa khép, dưới mi mắt như có thần quang lúc ẩn, lúc hiện. Trước mắt y lại hiện lên cánh cửa bạch ngọc, y đẩy cửa tiến vào, lại xuất hiện ở khu vực hy di trong cơ thể. Lần trước chỉ đi vào khu vực hy di trong chốc lát, Hứa Ứng không dừng lại quá lâu. Lần này trời đổ mưa xối xả, chặn đường truy binh, vì vậy y có rất nhiều thời gian thăm dò thế giới trong cơ thể này. Tuy đây đã là lần thứ hai y đi vào khu vực hy di, nhưng cảm giác chấn động khi mới bước vào vẫn không hề suy giảm. Hứa Ứng trôi lơ lửng trên không trung, nhìn bốn phía xung quanh. Trong khu vực hy di có những màu sắc không tồn tại trong thế gian, khiến y mê mẩn. Trên không trung, nguyên khí tạo thành dòng, luồng khí bay lên trời cao, như dải cầu vồng rủ xuống, tim gan như ngọn núi trên cao, ngũ khí như thác nước trao đảo đổ xuống, hội tụ thành nguyên. Nguyên khí bốc hơi, gặp sấm sét lại hóa thành mưa, hoặc hội tụ thành khối, biến thành mặt trời rực rỡ, đi xuyên qua giữa núi sông, soi sáng lục phủ ngũ tạng. Hứa Ứng tâm thần sảng khoái, thần thức bám theo nguyên khí ngao du thiên địa, mượn nguyên khí chữa trị nội thương. Chỉ thấy giữa tầng mây, từng tia sét lóe lên rực rỡ lóa mắt, thậm chí có thể thấy rõ từng chi tiết nhỏ trong ánh sét, đầy lực lượng và sắc bén. Chương 32, Nhân thể bí cảnh, Hắc Thiết Huyền Quan 2. Quả chuông bảo ta chỉ biết khai thác khí chứ không biết nội quan tồn tưởng. Bây giờ ta đã học được nội quan, tồn tưởng là cái gì? Hứa Ứng thầm nghĩ. Quả chuông bảo vệ tính mạng hắn nên chống chọi cả Thành Hoàng và Chu Nhất Hàng, dùng hết uy năng cuối cùng, bây giờ vẫn đang ngủ say. Hứa Ứng cũng không thể liên lạc được với nó. Tồn tưởng là gì? Đương nhiên y không thể biết được. Hứa Ứng ngao du trong khu vực hy di một lúc lâu, đột nhiên y nương theo tia sáng lóe lên khi sấm sét luyện thể, phát hiện trong cơ thể mình còn rất nhiều chỗ tối mà trước giờ chưa từng để ý đến. Đó là nơi nào? Dựa vào ánh sáng của tia sét, y thấy loáng thoáng trong bóng tối có dãy núi nguy nga, trùng trùng điệp điệp như con rồng lớn, không biết trải tới nơi nào. Tới lúc y nương theo ánh sét nhìn về phía dãy núi, lại thấy dãy núi này như kéo dài lên tận bầu trời, phải nói là từ trên trời giáng xuống. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, đột nhiên lại thấy nước sông cuồn cuộn dâng lên mãnh liệt, từ chân trời kéo tới, như muốn nhấn chìm dãy núi. Bên cạnh dãy núi dường như có một dải thiên hà đảo ngược. Tia sét lóe lên rồi vụt tắt, cả dãy núi khổng lồ và dòng sông cuồn cuộn đều biến mất trong bóng tối. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, sấm sét lại lóe lên trong cơ thể, sấm vang chớp giật, y thấy loáng thoáng trong bóng tối. Giữa dãy núi và con sông lớn có một cánh cửa nóc chạm trời nền đạp đất, vắt ngang thiên địa, ngăn cách dãy núi và thiên hà. Dưới ánh chớp, cánh của đó lóe lên lộng lẫy như thép đen. Tia sét qua đi, cánh cửa thép đen lộng lẫy cũng nấp vào bóng tối. Cánh cửa kia, Hứa Ứng tâm thần chấn động, thần thức bay tới, cố gắng tới gần quan sát, nào ngờ vừa tới rìa chỗ tối, đột nhiên trước mặt chao đảo, thần thức có dấu hiệu tan vỡ. Y chần chừ một chút, lại đi về phía trước, thần thức lại chao đảo, đột nhiên tan rã. Hứa Ứng tỉnh lại từ nội quan, đang định đứng dậy nhưng đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, bịch một tiếng ngã xuống đất, đã ngất xỉu. Lần hôn mê này Hứa Ứng chỉ cảm thấy trong giấc mơ đầu óc mình đau như muốn nứt, ngơ ngơ ngác ngác, ác mộng liên tiếp kéo đến, liên miên bất tận. Ác mộng cực kỳ quỷ dị, khủng khiếp tới kinh người, như tâm ma xâm lấn. Đợi tới khi y dần dần tỉnh táo, lại không nhớ được một giấc mơ nào. Hứa Ứng chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc vẫn cực kỳ đau đớn, như bị một lưỡi búa chém vào bên trái đầu, đến giờ vẫn dính trên đó chưa nhổ ra được. Tầm mắt y cũng dần dần rõ ràng,
thấy gương mặt xà yêu Ngoan Thất và Hùng Thiên Lý, hai con đại yêu thân thiết nhìn y, thấy y tỉnh lại cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đột nhiên ngất xỉu, dọa chết hai huynh đệ chúng ta, xà yêu Ngoan Thất kêu lên. Thầy Hứa Ứng nghi hoặc, hắn vội vàng giải thích, trong lúc ngươi hôn mê, ta và Thiên Lý trò chuyện với nhau rất vui vẻ, đã kết bái rồi, ta là ca, ta là đệ. Hùng Thiên Lý hưng phấn nói, lần đầu tiên chúng ta phát hiện mình có nhiều điểm chung như vậy, nếu không kết nghĩa huynh đệ chắc chỉ có nước kết hôn. Buổi chiều, Hùng Yêu và xà yêu tán gẫu về Hứa Ứng thôi đã nói không dứt miệng rồi. Hứa Ứng lúc lắc đầu, lại giơ tay vỗ vỗ, đầu óc vẫn đau buốt. Hai con đại yêu sắc mặt thân thiết, ánh mắt lo lắng, chỉ sợ hắn dùng sức hơi quá, tự đập vỡ đầu mình. Một lúc sau Hứa Ứng mới cảm thấy khá hơn, khôi phục tinh thần, giọng nói khàn khàn, vừa rồi ta vào trong khu vực Hy Di, hình như đã thấy huyền quan đi tới cảnh giới phía sau thải khí kỳ. Xà yêu Ngoan Thất run rẩy, Hùng Yêu Hùng Thiên Lý cũng chấn động. Hai con yêu quái liếc mắt nhìn nhau, Ngoan Thất giọng nói run rẩy, A Ứng, ngươi nói cái gì? Hứa Ứng suy nghĩ một hồi, xác định mình không nhìn lầm, nói, ta tu luyện Thái Nhất Đạo dẫn công. Đã cảm thấy mình tu luyện tới đỉnh phong từ lâu, có vẻ như khí huyết đã sẵn sàng vượt ải, nhưng không có đường nào để đi. Thế nhưng vừa rồi ta nội quan bản thân, chứng kiến một tòa huyền quan, đó là một cánh cửa đen kịt, ẩn giấu trong bóng tối. Ta có một cảm giác, chỉ cần lao qua huyền quan đó sẽ là một thiên địa mới. Xà yêu Ngoan Thất kích động khó tả, run rẩy nói, ngươi thật sự thấy tòa huyền quan đó, phía sau huyền quan thật sự có đường. Hùng Thiên Lý cũng không kiềm nổi cơn kích động, trợn tròn hai mắt, đợi câu trả lời của y. Hứa Ứng gật đầu nghiêm nghị, chắc chắn có đường. Ngoan Thất ngây ra như phỗng, đột nhiên lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm, có đường thật, có đường thật. Ha ha ha, tốt quá, có đường thật. A Ứng, ngươi là đại anh hùng của yêu tộc chúng ta. Nó vui mừng như điên, kích động tới khó tả, hoan hô không dứt miệng. Hùng Thiên Lý cũng kích động tới mức rơi nước mắt, ôm xà yêu nhảy nhót liên hồi, cười ha hả không thôi. Yêu tộc tu chân chỉ có thể tu luyện tới thải khí kỳ, cùng lắm là trở thành yêu vương rồi không cách nào tiến thêm một bước. Có thể nói đại yêu tu luyện tới thải khí kỳ đỉnh phong là cảm thấy khí huyết có dấu hiệu vượt ải nhưng không có ải mà vượt, căn bản là không thể nào tiến vào cảnh giới tiếp theo. Nếu Hứa Ứng thật sự tìm ra cánh cửa tới cảnh giới tiếp theo, như vậy đây sẽ là chuyện vui kinh thiên động địa đối với yêu tộc. Yêu tộc quật khởi, Hùng Thiên Lý phấn khích siết chặt nắm đấm, vung vẩy trên đầu. Lật đổ nhân loại bạo ngược, xà yêu Ngoan Thất hưng phấn tới phát điên. Hai con yêu quái liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, thần châu là của nhân loại nhưng cuối cùng sẽ là của yêu tộc chúng ta. Hứa Ứng ngồi dậy, không tham gia hoan hô cùng hai con yêu quái, lẩm bẩm nói, nhưng các ngươi không thấy lạ à? Đến giờ các ngươi vẫn không luyện thành nội quan cũng không đi vào khu vực Hy Di, ngược lại con người là ta lại luyện được trước. Liệu có phải chuyện này mang ý nghĩa, công pháp của yêu tộc có thể không phải là công pháp yêu tộc? Y nhớ lại quả chuông từng nói yêu pháp là công pháp của luyện khí sĩ, nói, ta cảm thấy có lẽ yêu pháp không phải yêu pháp mà là công pháp của nhân tộc, công pháp mà luyện khí sĩ nhân tộc tu luyện. Nhưng không biết vì sao lại thất truyền. Sao cứ nhất định là luyện khí sĩ yêu tộc mà không phải là luyện khí sĩ yêu tộc? Hùng Yêu Hùng Thiên Lý nắm lấy bả vai y, hưng phấn nói, ta và Thất Ca thảo luận cả đêm, đưa ra kết luận quan trọng, chắc chắn ngươi là yêu quái trông giống người. Là dị chủng hình người trong giới yêu quái. Xà yêu Ngoan Thất từ đằng khác trườn lại, khoác vai thân mật cười khà khà nói, A Ứng, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi hiện nguyên hình. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 33, Cõi âm xâm lấn, 1. Hứa Ứng hừ một tiếng nhưng cũng chẳng làm gì được hai tên yêu quái đang phát điên này. Hai tên lại này còn đầu độc y cùng tạo phản nhân loại, lật đổ sự thống trị của nhân loại, thành lập một yêu quốc trên lục địa. Ngươi làm đại vương, hai huynh đệ chúng ta đều phục, bọn họ kêu gào nói. Trong hang tràn ngập yêu khí, tối tăm rối loạn, Hứa Ứng đành phải đứng dậy đi ra ngoài hang. Chỉ thấy bên ngoài toàn màu đen kịt, cơn mưa lớn đã ngừng nhưng trên không trung vẫn có mưa rơi lất phất, chẳng biết lúc nào mới trời quang mây tạnh. Hứa Ứng suy nghĩ tới thất thần. Na sư của nhân tộc Tầm Long định vị, tìm kiếm lục bí trong cơ thể người, khai mở bí tàng, sau đó khai thác lực lượng bí tàng luyện thành ẩn cảnh. Luyện khí sĩ lại là hút khí luyện khí,
xung kích huyền quan trong thân thể. Hiển nhiên đây là hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau, không có chỗ nào liên kết. Nếu hút khí luyện khí là công pháp của nhân tộc, thế thì vì sao nó hoàn toàn không giống Na Sư Na Pháp? Trong lòng y càng khó hiểu, trong hang lại vang vọng tiếng bàn tán xôn xao của hai con yêu quái, chắc chắn trước thời nhân loại. Yêu tộc chúng ta đã có một nền văn minh mở đường, thành lập đế quốc huy hoàng, thậm chí chia cách hai cõi âm dương. Sau đó, chúng ta bị lũ nhân tộc dùng âm mưu đánh bại, văn minh thất lạc. Nhân tộc thật quá hèn hạ, nhưng hứa đại yêu vương sẽ dẫn dắt chúng ta khôi phục vinh quang cho yêu tộc. Hứa yêu vương vạn tuế, Hứa Ứng trắng mắt khinh thường, trí tưởng tượng của hai con yêu quái này còn phong phú hơn mình. Vai trái của y giật giật, vẫn đau âm ỉ, có điều vết thương do kiếm đâm trên vai trái đã khá hơn nhiều. Y bị phi kiếm của thần linh khổng lồ xuyên thủng tay trái và ngực trái, xương bả vai bên trái cũng bị đâm thủng. Vốn dĩ toàn bộ cánh tay trái không thể nhúc nhích được, nhưng sau khi ngũ khí triều nguyên, luyện nguyên khí thành ngũ khí, có vẻ như năng lực hồi phục của y cũng nhanh hơn trước nhiều. Nếu là lúc trước, chỉ riêng vết thương bên vai trái đã khiến y phải tĩnh dưỡng mất nửa năm. Dù sao thì năng lực hồi phục của bí tàng Nê Hoàn Chu gia vẫn kinh khủng hơn. Không đúng, phải nói là nghịch thiên. Hứa Ứng nhớ tới thân thể kinh người của Chu Nhất Hàng, không khỏi hâm mộ, mở được bí tàng Nê Hoàn, năng lực hồi phục chẳng khác nào thần thoại, bất tử bất diệt. Cho dù không luyện được thân thể như Chu Nhất Hàng, như Đinh Tuyền thôi cũng là bất phàm rồi. Hứa Ứng thở dài ảo não, nhưng đáng tiếc đến giờ y vẫn chưa biết làm sao để tầm long định vị, tìm ra vị trí bí tàng Nê Hoàn của bản thân. Hơn nữa cho dù tìm ra bí tàng Nê Hoàn, không có đại na hỗ trợ mở bí tàng giúp cũng vô dụng. Quan trọng hơn nữa là, rốt cuộc ta là người hay là yêu quái? Hứa Ứng nhìn chân trời dần sáng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, chắc chắn ta là người, chắc chắn như vậy. Nhà ta ở khu đất Hứa gia, ta có cha có mẹ, cha mẹ ta đều là người. Cha ta tên là Hứa Thiếu Bình, mẹ ta tên là Miêu Nguyệt Mai, là người của Miêu Điền Phô, ta còn nhớ đường từ khu đất Hứa ra tới Miêu Điền Phô. Sau lưng y, xà yêu ngoan thất đột nhiên ngừng nhảy nhót, nghi hoặc nhìn bóng lưng y. Hùng yêu Hùng Thiên Lý nói, thất ca, sao vậy? Xà yêu ngoan thất hạ giọng nói, có chỗ hơi kỳ lạ. Rõ ràng ta nghe A Ứng từng nói cha hắn tên là Hứa An, mẹ hắn tên là Điền Nhị Quân, ở khu đất Điền Gia. Sao bây giờ lại biến thành cha hắn tên là Hứa Thiếu Bình, mẹ hắn tên là Miêu Nguyệt Mai? Hơn nữa nơi ở cũng thay đổi. Hùng Thiên Lý cười nói, chắc chắn vừa rồi hắn ngất xỉu đập đầu xuống đất nên đầu óc có vấn đề rồi. Đầu óc hắn không tốt, thế chẳng phải hai huynh đệ chúng ta có thể làm một cặp gian thần lộng quyền rồi. Hai con yêu quái liếc mắt nhìn nhau, lại hoan hô không tim không phổi. Rốt cuộc mưa cũng tạnh, bầu trời đột nhiên quang đãng, dần dần sáng lên. Hứa Ứng lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Lúc trước có mưa, bầu trời tối tăm, không nhìn được xa nên y không hề chú ý thấy Nại Hà đang ngay phía trước cách đó không xa. Con sông lớn của cõi âm đang ào ào chảy tới, từ hướng Thạch Sơn ập lại, xuyên qua giữa Hiểu Sơn và Ngô Vọng Sơn. Nại Hà xuất hiện chứng tỏ bây giờ là buổi tối. Nhưng sau khi Nại Hà đổi đường, không trở về đường cũ hay sao? Hứa Ứng nhìn về phía xa. Chỉ thấy Nại Hà xâm lấn, trong rừng núi đâu đâu cũng có quỷ hỏa lơ lửng. Còn ở xa có một bãi tha ma cũng bị ảnh hưởng, đèn đuốc trong bãi tha ma sáng rực lên, một số bộ xương leo ra khỏi phần mộ, răng đèn kết hoa, tổ chức tiệc tùng, hết sức vui vẻ. Còn có một số người vắt giải lụa, không mặc quần áo, để chân phần ngực nhảy múa trên mộ giúp vui. Đột nhiên, tiếng động ầm ầm vang lên, mặt đất chấn động, đám người Hứa Ứng cũng lung lay theo. Xà yêu ngoan thất và Hùng Thiên Lý vội vàng chạy từ trong hang ra, Hứa Ứng lẩm bẩm, chẳng lẽ Nại Hà trở về đường cũ. Một người hai yêu nhìn theo tiếng động, sắc mặt lập tức thay đổi, chỉ thấy bờ đê của Nại Hà vốn vô hình vô chất nhưng không ngờ thời khắc này lại loáng thoáng hiện ra thực thể. Bờ đê của Nại Hà càng lúc càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực, đang từ một thế giới khó mà tưởng tượng nổi xâm lấn dương gian. Bên bờ sông Nại Hà, núi sông lớn nhỏ đột nhiên xuất hiện, đè lên những ngọn núi vốn ở linh lăng, khiến cho mặt đất không ngừng chấn động, rung chuyển, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Cảnh tượng này thật quá kinh khủng, từng ngọn núi hiện lên hai bên bờ sông Nại Hà, ép những ngọn núi lớn vốn ở đó không ngừng di chuyển về phía sau, thậm chí Hiểu Sơn dưới chân bọn họ cũng rung chuyển không ngừng. Hiểu Sơn vốn rất gần Ngô Vọng Sơn và Tần Nham Động, chỉ có vài dặm, còn bây giờ e là bị đẩy xa hơn 30 dặm.
mà 30 dặm này cũng có thêm mấy chục núi non sông ngòi. Cõi âm xâm lấn, chẳng lẽ không có ai quản à? Ngoan Thất căm hận gần chết, kêu lên, nhân tộc nhiều người như vậy, nhiều na sư như vậy, sao không tới quản? Còn có vương pháp hay không? Giọng nói của hắn mang đậm vẻ bất đắc dĩ, kêu lên, tần nham động của ta bị đẩy xa, đến lúc nào ta mới về nhà được đây? Vốn dĩ chỉ cần đi thêm 4-5 dặm là đến được Ngô Vọng Sơn Thái Nhất Đạo dẫn công, bây giờ lại phải đi thêm 30 dặm, hơn nữa còn phải xuyên qua Nại Hà và những ngọn núi của cõi âm. Hứa Ứng không nhịn nổi âm thầm sợ hãi, trong ngọn núi của Dương Gian có yêu quái và sơn thần, ai biết trong núi cõi âm có thứ gì. Mạo hiểm xông vào, cho dù y đã tu thành yêu vương, nhưng chỉ e lành ít dữ nhiều. Lúc này, ngọn núi bên dưới lại có tia sáng lóe lên, đó là con mắt của thần linh, tỏa ra hào quang thăm thẳm giữa bóng tối, ánh sáng chiếu xa hơn 10 trượng. Hứa Ứng trong lòng trầm xuống, mưa vừa ngừng rơi, trời còn chưa sáng nhưng đám thần linh này đã bắt đầu lên núi lục soát rồi. Chương 34, Cõi âm xâm lấn, 2. Ngoan Thất, chúng ta phải đi thôi, Hứa Ứng gọi. Phía đông dần dần có sắc trắng, mặt trời sắp lên, trong không khí vẫn còn sương mù, cõi âm vẫn đang xâm lấn Dương Gian, những nơi va chạm phát ra tiếng nổ lớn, không gian bất ổn. Có điều, khi mặt trời lên, Nại Hà dần dần phai nhạt, tất cả như khôi phục bình thường, chỉ có núi non hai bên bờ Nại Hà vẫn còn có, không trở về cõi âm. Nại Hà vẫn đang từ từ biến mất, trong núi vẫn hơi mờ mịt, một vị thần linh giang rộng 5 ngón hai tay, dùng tay soi sáng 4 phía. Trong lòng bàn tay hắn mọc ra con mắt to bằng nắm tay, mắt chiếu thần quang, soi sáng 4 phía. Không trung lại có tiếng gió, đó là thần linh của Vĩnh An Trấn, thân người cánh chim, vỗ cánh bay lên. Hai mắt hắn sáng như đuốc, chiếu rọi thành hai cột sáng. Đột nhiên, một bóng người vô thanh vô tức lướt đến, đi tới trước mặt thần linh có mắt ở tay. Đó là một thiếu niên, một tay nâng quả chuông lớn cao bằng người thường mà như không có gì. Thần linh có mắt ở tay lại không có mắt trên đầu, chỉ có mắt ở tay, hắn cũng cảnh giác, nhận ra không ổn, lập tức chiếu hai tay theo hướng đó. Nhưng đã không kịp, thiếu niên kia giơ cánh tay khác đấm ra một quyền, quyền phong ép tới tạo thành tiếng sấm nặng nề, đánh thẳng vào giữa ngực hắn. Quyền này cực kỳ mạnh mẽ, ngay khoảnh khắc thân hình thần linh mọc mắt ở tay bị đánh văng ngược lại, lực lượng truyền khắp thân thể hắn, xuyên thủng thân thể hắn. Tất cả những nơi lực lượng truyền tới đều hóa thành bột phấn. Nắm tay kia lại vang lên tiếng sấm, không ngờ lại đánh vào cơ thể thần linh có mắt ở tay kia, thần hồn của hắn lập tức phân giải, còn chưa rơi xuống đất thì thần hồn tinh khí đã tan rã. Người vừa xuất quyền đánh chết thần linh có mắt ở tay chính là Hứa Ứng, thực lực của y đã mạnh hơn lúc giao chiến với thần linh khổng lồ nhiều, nhưng cánh tay trái vẫn chưa khỏi hẳn. Để tránh cho quả chuông lớn bị kéo dưới đất, người khác nghe thấy tiếng chuông, y không thể không dùng tay trái nhấc quả chuông lên. Cũng may y tu luyện tượng lực Ngưu Ma Quyền, lực lượng hùng hậu, nhấc quả chuông này lên cũng không thành vấn đề. Bước chân của Hứa Ứng không hề dừng lại, tung người nhảy một cái, đá mạnh vào thân cây, chuyển hướng giữa không trung, nhắm thẳng vào thần linh của Vĩnh An Trấn đang trên không trung. Thần linh Vĩnh An Trấn là thần trong trấn, lại mọc hai cánh, chiếm ưu thế không trung, nếu không đánh rơi hắn trước, cho dù có chạy được khỏi vòng vây cũng khó mà thoát khỏi truy sát. Nhưng trong khi Hứa Ứng ra tay giết chết thần linh có mắt ở tay, thần linh của Vĩnh An Trấn đã nhận ra động tĩnh, lập tức nhìn sang phía này, thần quang trong mắt chiếu lên người Hứa Ứng. Hứa Ứng đang ở giữa không trung, còn cách hắn tới vài trượng mà lực đã hết, không thể uy hiếp được hắn, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tiểu quỷ, còn kéo theo cái kèn đồng. Nhưng ngay lúc này một thân thanh mảnh lóe lên, là một con rắn lớn từ dưới đất bắn lên, đập vào chân Hứa Ứng. Hứa Ứng dẫm lên lưng con rắn lớn này, lại tung người lên không, nắm đấm đánh ra. Thần linh của Vĩnh An Trấn đã hưởng thụ 200 năm hương hỏa, tuy bản lĩnh không bằng thần linh khổng lồ nhưng cũng không phải loại thường, vừa biến khí hương hỏa thành phi kiếm, vừa vỗ cánh lui lại phía sau. Hắn có cánh, cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt, Hứa Ứng không có chỗ mượn lực trên không, chỉ cần tránh được đòn này là có thể thong thả giết chết Hứa Ứng. Nhưng Hứa Ứng đấm ra quyền này, sau lưng lập tức hiện ra dị tượng tượng vương thần thể, thần quang rực rỡ, đấm ra một quyền theo động tác của y. Không khí xung quanh lập tức bị kéo thành chân không, khiến Vĩnh An Trấn có vỗ cánh cũng không thể mượn lực bay đi được. Ầm. Giữa không trung vang lên tiếng nổ như sấm dậy,
Quyền này của Hứa Ứng trực tiếp đánh tan phi kiếm do khí hương hỏa biến thành. Pháp lực mà thần linh của Vĩnh An trấn luyện hóa hương hỏa 200 năm mới thành lại bị quyền này đánh xuyên qua, hoàn toàn không có tác dụng gì. Cái đầu hắn nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ bắn lốp bốp xung quanh, thân thể không đầu vẫn đang ra sức vỗ cánh, sau khi vỗ được vài cái là từ từ rơi từ trên không xuống. Hứa Ứng dẫm lên thân thể không đầu của thần linh của Vĩnh An trấn, chỉ nghe xa xa có thần linh hô to, Hứa Ứng đang ở đâu? Hứa Ứng nhảy vào trong rừng núi, lăn mấy vòng dưới đất, tản bớt lực rơi từ trên không, thân hình lao tới, đi thẳng xuống dưới núi. Cách y không xa, Ngoan Thất nhanh chóng trườn theo, phối hợp với y. Một người một rắn, dọc đường nếu gặp phải thần linh thì trực tiếp lao tới, tiêu diệt đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Cho dù là Ngoan Thất cũng đã tu luyện tượng lực Ngưu Ma Quyền tới tầng thứ 5 đỉnh phong, sở trường là sử dụng chiêu bạch tượng suy tị. Dùng đuôi tay vòi, thậm chí tốc độ đuôi vượt qua tốc độ âm thanh, thường chỉ một đòn là thắng. Đương nhiên, nếu hắn không thể thắng trong một chiêu, Ngoan Thất sẽ gặp nguy hiểm, dù sao hắn cũng là xà yêu, không có tay chân, không thể dùng hết mọi chiêu thức trong tượng lực Ngưu Ma Quyền như Hứa Ứng. Nhưng cũng may có Hứa Ứng phối hợp với hắn, hắn đánh một đòn không trúng, công kích của Hứa Ứng sẽ nối gót tới theo, giúp hắn diệt trừ đối thủ. Mặt trời lên cao, Nại Hà hoàn toàn biến mất, gấu đen đứng ở cửa động nhìn ra xa, chỉ thấy trong rừng rậm, thần linh xuất hiện không ngừng, truy sát theo cùng một hướng, mà hướng đó có một chỗ tinh hoa thái dương bất thường, ánh mặt trời chiếu tới nơi này sẽ trở nên cực kỳ nồng nặc, nhìn từ xa lại có thể thấy hạt ánh sáng sáng tạo thành hai vòng xoáy một lớn một nhỏ trên không thể dung. Chỗ đó chính là Hứa Ứng và Ngoan Thất đang vừa chạy vừa đối địch, vừa hít thở thổ nạp, gô rửa tạp chất trong thân thể, tăng cường khí huyết, tăng tốc độ khôi phục của bản thân. Hùng Thiên Lý lẩm bẩm, Hứa Yêu Vương, Thất Ca, chúc các ngươi lên đường bình an. Hứa Ứng và Ngoan Thất chạy liền 10 dặm, đi sâu vào bờ trái của Nại Hà, bước lên dãy núi của cõi âm. 10 dặm này cũng là 10 dặm giao chiến, cuối cùng cũng cắt đuôi được truy binh. Trên người Hứa Ứng và Ngoan Thất có thêm mấy vết thương, nhưng bọn họ không tiếp tục tu luyện đạo dẫn công. Lý do là vì sau khi tới nơi này, kể cả ánh mặt trời cũng hóa thành lạnh lẽo, khó mà cảm thấy ấm áp. Hiện giờ phả động đạo dẫn công chỉ thu được luồng khí lạnh lẽo âm trầm, ngay cả huyết dịch cũng như muốn đông cứng. Lực lượng hỗn độn này không những không tăng cường tu vi, ngược lại cực kỳ có hại đối với thân thể. Dãy núi cõi âm âm u khủng khiếp, ngọn núi đen kịt, trên vách núi còn có dòng chất lỏng xiên xệt màu đen chảy xuống, không biết là thứ gì. Hứa Ứng tay phải giơ quả chuông đi về phía trước, chỉ thấy bên dưới vách núi là xương trắng chồng chất, trải thành một con đường. Nhìn theo con đường bằng xương trắng đó, cuối đường có một căn nhà. Căn nhà này dùng xương trắng làm tường, làm ngói, treo ra người làm cờ, dùng đầu lâu làm trang trí. Âm phong lay động lá cờ ra người, trên đó viết hai chữ, quán rượu. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 35, Hồi tưởng vọng hương đài, 1. Hứa Ứng và Ngoan Thất đứng từ xa mà vẫn ngửi thấy mùi thịt, bọn họ vốn đang đói tới mức bụng sôi ùng ục, giờ càng thấy khó chịu. Rất nhiều người dáng dấp kỳ quái đang ăn cơm uống rượu trong quán, Hứa Ứng liếc mắt nhìn vào, trong lòng nghiêm nghị. Thứ mà khóe mắt y chứng kiến không phải người mà là từng bộ xương trắng ngồi đó ăn ăn uống uống, còn cơm nước trên bàn là những vật như tim người não người. Hứa Ứng và Ngoan Thất bước đi giữa ánh mắt kỳ quái của đám khách khứa trong quán rượu, một bộ xương trắng trong quán hỏi, bọn chúng đi đâu thế? Một lão quỷ đáp, vọng hương đài, không thể đi tiếp được, qua vọng hương đài, chứng kiến cố hương là không thể trở về dương gian được nữa. Lão quỷ kia lẩm bẩm, bọn chúng nên ở lại đây như chúng ta, để chúng ta ăn máu thịt của bọn chúng, biến thành cô hồn dã quỷ như chúng ta chứ không phải đi sâu vào trong chịu chết. Sương mù phía trước càng lúc càng dày đặc. Trong làn sương mù màu xanh, hình ảnh tường trắng ngói xanh đập vào mắt Hứa Ứng. Đây là một con đường, lòng đường khá rộng, hai bên đều là cửa hàng cũ kỹ. Hứa Ứng nhìn con đường này, chỉ cảm thấy hơi quen thuộc, thế nhưng y tin chắc mình chưa bao giờ tới nơi này. Lúc này tiếng đọc sách sang sảng vọng tới, Hứa Ứng nhìn theo tiếng nói, âm thanh tới từ một lớp học tư thục. Hứa Ứng đứng bên cửa sổ lớp học tư thục, nhìn vào trong, chỉ thấy trong lớp học tư thục có hơn 20 đứa trẻ, đang lúc lắc cái đầu đọc sách. Tiên sinh của lớp học tư thục này là một nam tử trẻ tuổi, trông chỉ khoảng hơn 20 chưa tới 30.
Hứa Ứng nhìn gương mặt hắn, cảm thấy hơi quen thuộc nhưng không nhớ ra mình từng gặp lúc nào. Một lát sau, tan học, lũ trẻ chạy ào ào ra khỏi lớp học, cực kỳ huyên náo. Nữ chủ nhân của lớp học Tư Thục bước ra, mặc một bộ váy trắng, là một cô gái dịu dàng điềm tĩnh, xoa đầu mấy đứa trẻ với vẻ cương triều. Hứa Ứng thầm nghi hoặc, cô gái này cũng tạo cho y một cảm giác quen thuộc, nhưng y không nhớ mình gặp người này khi nào. Cô gái kia chú ý tới Hứa Ứng, cười hỏi, thiếu niên, ngươi tìm ai? Hứa Ứng lắc đầu nói, đi ngang qua. Xin hỏi, cô có biết làm sao để ra khỏi nơi này không? Cô gái kia giơ tay chỉ đường cho y, Hứa Ứng cảm ơn, đi theo hướng cô gái vừa chỉ. Cô gái kia nhìn theo bóng lưng y rời khỏi, gọi một đứa trẻ tinh nghịch tới, A Ứng, đừng chạy xa, sắp ăn trưa rồi. Con biết rồi mà mẹ. Đứa trẻ nghịch ngợm kia chạy qua bên cạnh Hứa Ứng, va vào chân y một cái. Hứa Ứng ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Y đột nhiên quay đầu lại, lớp học Tư Thục và con đường kia tiêu tan như làn khói. Y nhìn đứa trẻ phía trước, đứa trẻ dừng bước, quay đầu lại, giống hệt y khi còn nhỏ. Đứa bé mỉm cười, thân hình cũng tiêu tan như sương khói. Chỉ trong chớp mắt, Hứa Ứng rơi lệ đầy mặt. A Ứng, ngươi làm sao vậy? Xà Yêu Ngoan Thất phát hiện y dừng chân, không hiểu gì cả lên tiếng hỏi, ta thấy cha mẹ ta. Hứa Ứng đứng ngây ra tại chỗ, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói, nhưng ta không nhận ra bọn họ, ta không nhận ra bọn họ. Y đặt quả chuông lớn xuống, ngồi xổm dưới đất, che mặt hạ giọng nức nở, ta không nhớ được dáng vẻ của bọn họ, ta cũng không nhớ được tên của họ, ta vừa gặp lại họ nhưng lại không nhận ra họ. Ngoan Thất dựa người bên cạnh y, vỗ về bả vai thiếu niên, hạ giọng nói, A Ứng, chúng ta đi tiếp thôi. Hứa Ứng lặng lẽ đứng dậy, đi theo hướng cô gái kia vừa chỉ. Con đường phía trước vừa dài vừa hiểm trở, là một lối đi gồ ghề. Bên cạnh còn có một con đường lớn bằng phẳng, Hứa Ứng không đi theo đường lớn mà đi theo lối nhỏ khó đi. Dừng bước. Một đám thần linh nhanh chóng truy đuổi tới cạnh quán rượu, đột nhiên một nam tử áo xám trong đó trầm giọng nói, phía trước chính là Vọng Hương, chúng ta đi vòng qua thôi. Nam tử áo xám kia tuy trông tuổi tác không lớn, nhưng thân thể cực cao, phải tới trượng 3 trượng 4, trên trán mọc ra sừng rồng, ngón tay cũng có móng vuốt sắc bén, không giống nhân loại. Một vị thần linh nói, Thạch Long tử tiền bối, nếu vào Vọng Hương thì sao? Nam tử áo xám kia chính là Thạch Long trong Ninh Viễn Văn Miếu, cũng là một vị thần thánh. Ninh Viễn Văn Miếu có quy mô rất lớn, hương hỏa dồi dào, thờ cúng chí thánh tiên sư. Hai phía trước sau của chính điện trong văn miếu có 4 cái cột đồng, trên cột đồng có 4 con rồng đá quấn quanh, được điêu khắc bằng loại đá cứng rắn nhất. Văn miếu có hương hỏa hưng thịnh, cho nên 4 con rồng đá này cũng dần dần có thần thông. 4 con rồng hấp thu hương hỏa đã được 400 năm, mỗi con đều có thành tựu bất phàm, luyện thành kim thân. Nam tử áo xám tên là Thạch Long Tử, là một trong 4 con rồng đá. Thạch Long Tử ánh mắt lấp lóe nói, Vọng Hương không nằm trong phạm vi quản lý của âm đình, cực kỳ thần bí, nghe đồn nếu đi vào trong đó sẽ thấy cố hương của bản thân. Nơi đó xen giữa cõi âm và dương gian, chỉ hơi bất cẩn một chút thôi là không thể trở về, biến thành cô hồn dã quỷ. Lúc này, một giọng nói lại vang lên, cười nói, ta nghe nói có một số người lúc sắp chết sẽ trốn vào Vọng Hương, khiến cho bản thân nằm giữa hai giới âm dương, bất sinh bất tử, bất lão bất diệt. Tùy tiện đi vào lãnh địa của những kẻ này là cực kỳ nguy hiểm. Vì mạng sống, chuyện gì bọn chúng cũng làm được. Thạch Long Tử nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy huyện lệnh Chu Dương thống lĩnh một số quan lại nhanh chóng đi tới. Hai người đối mặt, đều chuyển ánh mắt đi. Thạch Long Tử nói, Hứa Ứng bước vào Vọng Hương, đừng hòng sống sót trở ra. Chu huyện lệnh có thể về báo cáo rồi. Chu Dương thản nhiên nói, hắn vi phạm vương pháp, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ánh mắt hai người lại giao nhau, sau lưng Thạch Long Tử hiện lên làn khói mờ ảo, khí hương hỏa đậm dần, trên người cũng dần dần hiện lên ánh kim, rõ ràng là dấu hiệu vận chuyển kim thân. Chu Dương mỉm cười hết sức tự nhiên, nói đầy ẩn ý, kim thân của âm đình, so với kim cương bất hoại thân của Chu gia chúng ta thì còn kém một chút. Rất tình cờ, ta đã luyện thành kim cương bất hoại thân. Thạch Long Tử cười lạnh nói, kim thân và kim cương bất hoại thân, cái nào cao cái nào thấp vẫn chưa có kết luận. Huống chi Chu huyện lệnh còn nhỏ tuổi, liệu luyện được kim cương bất hoại thân tới tầng thứ mấy? Chu Dương mỉm cười nói, tầng thứ 2. Con ngươi của Thạch Long Tử chậm rãi co lại, cảm thấy áp lực.
nếu Chu Dương mới luyện thân thể bất tử tới tầng thứ nhất, hắn còn có thể chiến thắng dễ dàng, nhưng tu luyện tới tầng thứ hai, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Hai người mà giao chiến rất có thể kết cục sẽ là lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Chu Dương cũng không muốn lật mặt với hắn, đề nghị nếu Hứa Ứng đã đi vào Vọng Hương Đài, không rõ sinh tử, thế thì sao chúng ta phải đánh nhau sống mãi? Thạch Long Tử, chúng ta đi vòng qua Vọng Hương Đài, đợi hắn ở con đường phía trước. Thạch Long Tử gật đầu nói, Hứa Ứng rơi vào tay ai, thế thì xem vận may. Dứt lời, hắn dẫn người đi khỏi. Chương 36, Hồi tưởng Vọng Hương Đài 2. Chu Dương nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Vọng Hương Đài đầy sương mù, hạ giọng nói, Vọng Hương Đài, nghe đồn là một địa điểm có thể khiến người ta ở giữa sinh và tử. Nghe nói trong đó có rất nhiều cường giả cực kỳ đáng sợ đang ẩn náu, tuổi thọ của họ đã hết nên ẩn thân trong Vọng Hương Đài. Thế nhưng đã vào trong đó thì không thể thoát ra được. Sau lưng hắn, một gã quan lại hạ giọng nói, đại nhân, truyền thuyết về Vọng Hương Đài là thật ư? Sắc mặt Chu Dương âm trầm bất định, chọn cách đi vòng qua Vọng Hương Đài theo một hướng khác, nói, vốn dĩ ta cũng cho rằng là giả, nhưng sau này ta nghe được một tin đồn. Hắn dừng lại một chút rồi nói, lời đồn này được lan truyền trong bộ tộc của ta, nói là đã có lúc lão tổ tông của Chu gia phải đối mặt với một kiếp nạn thập tử vô sinh. Lúc đó lão tổ tông muốn đi vào Vọng Hương Đài, để bản thân nằm trong trạng thái không sống không chết, tránh né tử kiếp, kéo dài tính mạng cho bản thân. Sau đó lão nhân ra tài trí bằng trời, dựa vào tư chất hơn người cuối cùng cũng vượt qua được tử kiếp, kéo dài tính mạng bản thân nên không trốn vào Vọng Hương Đài. Lúc đó ta mới biết, hóa ra truyền thuyết Vọng Hương Đài đều là sự thật. Đám quan lại liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn nơi tràn ngập sương mù kia, một gã quan lại lẩm bẩm, tên tội phạm Hứa Ứng chui vào chỗ đó, có ra được không? Chu Dương lắc đầu nói, hắn là người tuổi thọ chưa cạn, không khéo sẽ có cơ hội đi ra. Nhưng cũng có thể, sắc mặt hắn hóa thành âm trầm nói, sẽ bị những kẻ tuổi thọ cạn kiệt người không ra người quỷ không ra quỷ mượn xác hoàn hồn. Đám quan lại không khỏi rùng mình. Giữa Vọng Hương Đài, sương mù dày đặc, càng ngày càng đậm, con đường dưới chân Hứa Ứng cũng càng lúc càng quanh co gồ ghề. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, đỉnh đầu là mũi đá dày đặc như gươm giáo, không cẩn thận sẽ bị rơi tới tan xương nát thịt. Đi qua vách núi lại là một cây cầu độc mộc, vắt vẻo giữa hai ngọn núi như hai bức tường. Đó là một khúc cây hình tròn, đi trên đó cũng phải cực kỳ cẩn thận, khúc cây chỉ lăn một cái thôi là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hứa Ứng cởi giày ra, điều chỉnh hơi thở của bản thân, đi chân trần trên khúc cây, tập trung cao độ cảm nhận thay đổi lực lượng dưới bàn chân, từ từ đi về phía trước. Sau lưng y, xà yêu ngoan thất lại quấn vài vòng quanh khúc gỗ rồi từ từ nhích về phía trước. Bọn họ nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy mây mù lượn lờ, dưới vực sâu là một con sông màu xanh biếc, trong sông có bong bóng khí nổi lên ùng ục, còn có từng thi thể mục nát lơ lửng trên mặt nước. Mỗi bong bóng khí nhô lên lại phình ra thành hình đầu người, bị thổi càng, lúc càng to, dần dần bay từ mặt sông lên. Thiếu niên này từ đâu tới vậy? Trên một bong bóng là gương mặt thiếu nữ đang tuổi thanh xuân, lên tiếng hỏi Hứa Ứng, dáng vẻ quyến rũ. Hứa Ứng không đáp lời. Ngoan thất thổi một cái vào bong bóng, gương mặt cô gái trẻ trên bong bóng càng lúc càng vặn vẹo, kêu rên, ta sắp chết. Ta sắp chết rồi. Á, bong bóng nổ bốp một cái, nước sông màu xanh lục dính đầy mặt Ngoan Thất. Ngoan Thất run lẩy bẩy, bám theo Hứa Ứng đi qua khúc gỗ, tới bờ bên kia. Bọn họ đi dọc đường núi tiến về phía trước, lại thấy có người đứng ven đường, có ba cái chân, không hề nhúc nhích. Lúc tới gần mới phát hiện không phải ba chân mà là người bị đính trên cọc gỗ. Hứa Ứng và Ngoan Thất thấy vậy ra đầu tê dại, lặng lẽ đi qua bên cạnh, nhưng người kia vẫn chưa chết, run rẩy hô, cứu ta. Ngoan Thất không đành lòng nói, làm sao cứu được ngươi, cho ta 2 năm dương thọ, người kia nói. Ngoan Thất quay sang Hứa Ứng nói, cho hắn 2 năm dương thọ là cứu được hắn, chúng ta vẫn còn nhiều tuổi thọ, sao lại không cứu hắn một mạng. Hắn mới nói tới đây, đột nhiên cây cối sung dồn dập quay lại, toàn là đám quái nhân ba chân. Bên dưới mỗi người là một cọc gỗ trông như có ba cái chân, lao nhao hô, cho ta 2 năm dương thọ, cứu mạng ta với. Ngoan Thất sợ hết hồn, lúc này mới nhận ra bọn chúng không phải là người bị đính trên cọc gỗ mà là thân thể bọn chúng cắm rễ dưới đất, bọn chúng đã gắn liền với gốc cây. Ngoan Thất vội vàng đuổi theo Hứa Ứng,
không nhắc tới chuyện cứu người nữa. Hai người lo lắng đề phòng, tiếp tục đi một quãng lại thấy có người ngồi ven đường, ngửa đầu lên trời, miệng mọc ra cây hoa tươi tốt. Còn có kẻ trông như người rơm, đứng dưới đất, mọc ra chạc cây, hình dáng như người, trong xương sườn của chạc cây có thể thấy trái tim vẫn đang đập. Hàng loạt những kẻ như vậy, đám người kỳ quái này dùng na thuật tự kéo dài tính mạng, thường biến mình thành cây cối, hình dạng quái dị. Bọn họ đi một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một căn nhà, phía trước căn nhà có người bình thường, là một nam tử vóc dáng khôi ngô để râu quai nón. Hắn quan sát Hứa Ứng và Ngoan Thất, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hứa Ứng đánh bạo đi tới hỏi đường, nam tử để râu quai nón kinh ngạc đáp, các ngươi từ Dương Gian đến. Ai chỉ cho các ngươi vào đây? Nơi này là đường sống duy nhất ở Vọng Hương, không có cao nhân chỉ điểm thì đừng hòng tới đây. Hứa Ứng do dự trong chốc lát rồi thuật lại chuyện mình đi vào Vọng Hương, chứng kiến cha mẹ, nói, không có song thân chỉ điểm, chắc chắn chúng ta không thể tới được nơi này. Nam tử để râu quai nón càng kinh ngạc nói, Vọng Hương, đương nhiên ngươi sẽ thấy quê hương của mình ở đây. Thiếu niên, ngươi đã thấy chuyện lúc ngươi còn nhỏ. Từ 7-8 năm trước cha mẹ ngươi đã tiên đoán được tương lai của ngươi, chỉ điểm cho ngươi một con đường sống. Đây là hai vị, cao nhân, thần kỳ, đúng là quá thần kỳ. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, trong trí nhớ của y, cha mẹ đã vùi thây trong khu đất Hứa gia, hơn nữa cả hai là người bình thường, sao lại nói là cao nhân. Y nhớ lại gương mặt cha mẹ mà mình đã thấy trong Vọng Hương đài, đột nhiên ký ức rối loạn, gương mặt phụ thân và mẫu thân từ từ trở nên mơ hồ. Bọn họ đứng trong ký ức bản thân nhưng gương mặt lại là hai tờ giấy trắng, không có mặt mũi. Nam tử để râu quai nón nói, ta có thể đưa các ngươi rời khỏi Vọng Hương, nhưng ta cũng có kẻ thù đang tìm tới, đã sắp đến rồi. Khi còn sống ta và hắn đã hẹn ngày quyết chiến, trước đây không lâu hắn đã tới Vọng Hương, hôm nay là ngày chúng ta giao hẹn. Các ngươi vào trong nhà ta nghỉ ngơi một chút, đợi ta giết hắn xong sẽ đưa các ngươi rời khỏi. Hứa Ứng và Ngoan Thất kinh hãi khó tả, giao hẹn khi sống, chết rồi quyết chiến, nam tử để râu quai nón này đúng là hào hùng. Hứa Ứng và Ngoan Thất đi vào trong nhà, chỉ thấy nam tử để râu quai nón lấy ra một hộp kiếm cao hơn nửa người, dựng trước mặt, chống một tay lên hộp kiếm đứng ngạo nghễ chờ đợi. Một lát sau, mưa gió mịt mù, cõi âm đột nhiên đổ mưa to gió lớn, sấm vang chớp giật, bầu trời tối đen. Chỉ thấy loáng thoáng có thần nhân nguy nga đứng trong mây đen, kêu to, Viên Thiên Cương, ngươi cắt đứt gáy rồng của ta ở Bàn Long Sơn, phá hỏng việc tu hành của ta. Hôm nay ta sẽ chém ngươi, báo thù rửa hận. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 37, Cầu Nại Hà, Mạnh Bà Thang, 1. Hóa ra nam tử này tên là Viên Thiên Cương. Hứa Ứng thầm nghĩ nhưng Viên Thiên Cương là ai thì y không biết. Y chỉ là một thiếu niên ở nông thôn, hoàn toàn không biết gì về triều đình, cũng không biết Viên Thiên Cương từng có một quá khứ huy hoàng. Ngoan Thất đọc nhiều sách nên biết đại danh của Viên Thiên Cương, nghi hoặc ho thôi, không ngờ lại là nhân vật trong truyền thuyết này. Giải thích, Viên Thiên Cương sinh năm 573, mất tháng 4 năm 645, người huyện Thành Đô Ích Châu, thuộc thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên hiện tại. Ông là đại sư phong thủy dịch học đầu thời nhà Đường. Tương truyền ông biết cách phong giám, tức là nghe tiếng gió theo hướng gió thổi là có thể đoán hung cát, còn tinh thông nhiều phép bói toán khác. Hết giải thích. Nam tử để râu quai nón ngẩng đầu lên cười ha hả nói, ta phụng lệnh văn võ đại thánh hoàng đế, cắt đứt long mạch của ngươi, tránh cho ngươi có thành tựu, làm thiên hạ loạn lạc. Đây là thủ công, không liên quan gì đến tư. Nhưng nếu ngươi muốn đánh thì cứ đánh đi, viên mỗ nào có sợ gì. Trong hộp kiếm của hắn có hào quang bắn ra, mưa gió lập tức ngưng bặt, trời quang mây tạnh, xanh thẳm không một áng mây, không giống cõi âm mà giống như trở lại dương gian. Hứa Ứng và Ngoan Thất kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nam tử để râu quai nón cầm kiếm bay lên không, giao chiến với người khổng lồ, kiếm quang tung hoành như tia điện đan xen. Đột nhiên, thân hình người khổng lồ kia biến đổi, hóa thành con rồng lớn như dãy núi, dài tới vài chục dặm, mọi hành động đều kinh thiên động địa. Nhưng mới giao chiến chưa được bao lâu, nam tử để râu quai nón đã tế kiếm lên, kiếm khí như cầu vồng, chém trúng điểm yếu ở cổ hắn, một kiếm chặt đầu. Đầu rồng kia ầm ầm rơi xuống, đập vào mảnh đất cách căn nhà không xa, máu chảy thành sông.
Hứa Ứng và Ngoan Thất trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy nam tử để râu quai nón hạ xuống đất, kiếm quang cũng tự trở lại trong chiếc hộp, hộp kiếm đóng lại, kiếm quang biến mất. Nam tử để râu quai nón nói, con rồng này chính là dãy núi biến thành, có hai cơ thể tử mẫu, năm xưa mẫu thể đã bị ta chém. Hắn cướp đoạt khí vận hoàng gia, sau khi ra đời sẽ khiến thần châu đại loạn, kết quả bị ta chém, không thể làm hoàng đế. Tử thể của hắn tu luyện thành công nên tới tìm ta báo thù. Các ngươi tắm máu rồng đi, sẽ có ích lắm. Hứa Ứng và Ngoan Thất đi tới trước đầu rồng, tắm rửa máu rồng, chỉ cảm thấy thương thế trên người mau chóng khỏi hẳn, còn nhanh hơn dùng linh đan rượu dược. Vết thương trên vai trái của Hứa Ứng bây giờ cũng tự hồi phục, y chỉ cảm thấy khí huyết tràn trề, còn hơn lúc trước. Y vội vàng đặt quả chuông lớn vào trong máu rồng, thấm máu rồng, thầm suy nghĩ, chỉ mong quả chuông cũng có thể hấp thu nguyên khí trong máu rồng, mau chóng hồi phục. Nam tử để râu quai nón nhìn thấy, tấm tắc lấy làm lạ, quan sát quả chuông một lúc rồi cười nói, bảo bối này có lai lịch không nhỏ, nhưng cũng dính líu tới không ít chuyện. Tiểu huynh đệ, nếu phúc duyên của ngươi không dày, e rằng sẽ bị nó liên lụy, nên mau chóng ném đi thì hơn. Hứa Ứng thầm nghĩ, quả chuông là do người khác luyện ra, trấn áp giếng cổ trên thạch sơn, trong giếng cổ có một cái quan tài màu đen, trong lúc Nại Hà đổi đường, thiếu nữ trong quan tài đã trốn thoát. Chẳng lẽ liên lụy mà nam tử để râu quai nón đang nói là chỉ chuyện này? Nam tử để râu quai nón không giải thích nhiều, lại nói, trong máu rồng ẩn chứa long nguyên, có thể chữa trị thương thế của các ngươi, nhưng hấp thu nhiều long nguyên không tốt cho thân thể con người. Sau khi thương tích của tiểu huynh đệ khỏi hẳn, tốt nhất đừng hấp thu long nguyên, tránh cho lưu lại tai họa ngầm. Còn dị xa có thể hấp thu nhiều long nguyên một chút, ngược lại còn có tác dụng rất lớn. Hứa Ứng không tắm máu rồng nữa, chỉ để lại quả chuông ngâm trong máu. Ngoan Thất chỉ đơn giản ngâm mình trong máu rồng, cảm thấy nguyên khí cực kỳ tinh khiết trong máu rồng ào ào ập tới, có lẽ là long nguyên mà nam tử để râu quai nón đã nói, không khỏi vừa mừng vừa sợ. A Ứng, không bao lâu sau ta có thể biến thành người rồi. Ngoan Thất vui vẻ nói, sau khi biến thành người, có thể đường đường chính chính tu luyện tượng lực ngưu ma quyền rồi. Hứa Ứng cũng khá mong chờ, dò hỏi, tiểu thất, sau khi biến hình ngươi là nam hay là nữ? Cái gì mà là nam là nữ? Phải là đực hay là cái? Ngoan Thất kêu to, đương nhiên ta là đực. Thật đáng tiếc. Hứa Ứng tiếc nuối nói. Ngoan Thất trợn mắt, họ Hứa, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi định làm cái gì? Hứa Ứng lúng túng nói, đương nhiên ta cũng coi ngươi là huynh đệ rồi, không thì làm gì chứ? Ngươi nói năng không thành thật, chắc chắn ngươi có suy nghĩ xấu xa nào đó. Ta không có, ngươi đừng ngậm máu phun người, còn ngậm máu phun người. Trong câu chuyện về Hứa gia các người, xa tộc chúng ta có bao lúc nào được sung sướng không? Ngoan Thất thấp thu long nguyên trong máu rồng, chẳng bao lâu sau đã đạt tới ngưỡng cực hạn mà thân thể có thể gánh chịu, chỉ cảm thấy toàn thấy như muốn nổ tung. Nam tử để râu quai nón nói, trên đường tu luyện không nên tham lam vô độ, hấp thu quá nhiều ngược lại bất lợi cho người. Ngoan Thất lưu luyến leo ra khỏi ao máu, nằm nhoài bên cạnh cái ao máu rồng, há miệng uống mấy ngụm máu. Nam tử để râu quai nón thấy vậy lắc đầu nói, vô duyên vô cớ gây thêm trở ngại cho chuyện biến hình thành người, đúng là ngu dốt. Tiểu huynh đệ, các ngươi đi theo ta. Con đường này tuy là đường sống, nhưng đến cầu Nại Hà, bà có chịu thả người hay không vẫn chưa biết được. Đến đầu cầu rồi phải xem phúc khí của các ngươi. Hứa Ứng giơ tay trái nâng quả chuông, nhanh chân đuổi theo hắn. Ngoan Thất quay đầu lại nhìn đầu rồng, trong lòng tiếc nuối nhưng vẫn đi theo, thầm nghĩ, nếu ăn được. Dọc đường nam tử để râu quai nón kiếm núi tìm đường, thường đến nơi sơn cùng thủy tận là hắn lại tìm ra con đường mới. Hứa Ứng và Ngoan Thất đi theo hắn, chỉ thấy hai bên đường là cảnh tượng âm u đáng sợ, không khỏi kinh hãi. Nếu bọn họ tự đi, chỉ e chưa chắc đã sống sót ra khỏi chỗ này. Cuối cùng, Nại Hà đã hiện lên trong tầm mắt, chỉ thấy một cây cầu treo vắt qua Nại Hà, kéo sang bờ bên kia. Chỉ có điều Nại Hà trống rỗng, chỉ còn lại lòng sông bị sương mù khóa kín. Nam tử để râu quai nón đưa bọn họ tới nơi này rồi nói, đi qua cây cầu treo kia là tới Dương Gian. Đầu cầu có bà bán trà, các ngươi không được uống trà của bà ấy, chỉ tập trung qua cầu là được. Uống trà của bà ấy rồi là không thể trở lại Dương Gian. Nhớ kỹ đấy. Hứa Ứng cúi người cảm ơn, đa tạ tiền bối có tâm nguyện nào chưa hoàn thành. Nếu vãn bối sống sót ra ngoài, chắc chắn sẽ báo đáp.
Nam tử để râu quai nón do dự một lát rồi nói, ta muốn kéo dài tính mạng nên mới tới Vọng Hương, nhưng đến đây rồi thì sống không được chết cũng không xong, bị nhốt ở đây. Tuy thường xuyên thấy được quê hương, nhưng người nhà không biết an nguy của ta. Hắn lấy hộp kiếm ra nói, ngươi cõng cái hộp kiếm này trên người, nếu gặp người nhà của ta thì hộp kiếm sẽ bay về tay người đó. Tạm gửi niềm thương vào nó vậy. Hứa Ứng đáp ứng, cõng cái hộp kiếm sau lưng. Bên trên và bên dưới hộp kiếm có dây đeo bằng da trâu, có thể gài trước ngực, vác theo cũng không có gì đáng ngại. Hứa Ứng từ biệt, dẫn Hoan Thất đi tới cây cầu treo trên sông Nại Hà. Nam tử để râu quai nón nhìn bọn họ lên cầu, hạ giọng nói, phúc duyên của thiếu niên này không tệ, chỉ mong có thể trở lại dương gian. Tuyệt đối không được uống nước trà của bà. Chương 38, cầu Nại Hà, Mạnh Bà Thang, 2. Hứa Ứng và Ngoan Thất bước lên cầu, đi thẳng về phía trước, bình an vô sự, không gặp phải bà bán trà nào. Một người một rắn dần dần buông lỏng cảnh giác, vừa nói vừa cười tiếp tục đi đường, tới khi sắp đến cuối cầu lại thấy bên cầu có rất nhiều người đang xếp hàng, chặn mất đường đi. Hứa Ứng và Ngoan Thất xếp cuối cùng, nhìn đoàn người chậm rãi nhích về phía trước. Một lúc lâu sau mới thấy những người này đang xếp hàng đi tới trước một quầy hàng uống trà. Người bán trà là một bà lão, mái tóc trắng xóa, thân hình còng còng, gương mặt đầy nếp nhăn, tay cầm ấm trà, rót từng chén trà một. Như nước trong ấm trà không lúc nào thiếu. Hứa Ứng và Ngoan Thất đi tới nơi này, đầu óc đờ đẫn, đã quên sạch những lời nam tử để râu quai nón căn dặn. Chỉ cảm thấy khát khô cả cổ, mình xếp hàng chỉ để uống một chén nước trà của bà giải khát. Cuối cùng hàng người cũng tới lượt Hứa Ứng. Ở một đầu khác của cây cầu, nam tử để râu quai nón thấy Hứa Ứng nâng bát trà lên, thầm thở dài một tiếng, hạ giọng nói, phúc duyên của hắn vẫn hơi cạn. Cha mẹ tuy mạnh nhưng không thể che chở cho hắn sống sót. Ngay lúc Hứa Ứng đang bưng chén trà lên định uống một hơi cạn sạch, bà bán trà lại quan sát Hứa Ứng từ trên xuống dưới, đột nhiên sắc mặt thay đổi, đoạt lại chén trà. Cười lạnh nói, thằng nhóc thối tha này, ngươi đã uống không biết bao nhiêu chén trà của lão thân rồi, uống bao nhiêu lần rồi mà còn định lừa uống trà của ta nữa à? Đi ra ngoài, Hứa Ứng đột nhiên tỉnh lại, trán đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, tóm lấy đuôi Ngoan Thất đang định uống trà, kéo con rắn ra khỏi cây cầu. Một đầu khác của cây cầu, nam tử để râu quai nón cũng trợn mắt há hốc mồm, đứng đờ ra tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc sau hắn mới hiểu ra, Mạnh Bà Thang có thể gột sạch ký ức, khiến người ta trở lại u mê mông muội. Vừa rồi bà nói hắn đã uống không biết bao nhiêu bát Mạnh Bà Thang, tức là nói trước dây ký ức của hắn đã bị tẩy đi không biết bao nhiêu lần, hay là nói hắn đã sống không biết bao nhiêu đời. Đáng tiếc, Hứa Ứng đã ra khỏi Vọng Hương, không rõ tung tích, hắn cũng không cách nào kéo Hứa Ứng về nghiên cứu xem rốt cuộc trên người Hứa Ứng đã có chuyện gì xảy ra. Hứa Ứng kéo xà yêu Ngoan Thất ra khỏi cây cầu treo, cuối cùng Ngoan Thất cũng tỉnh, táo lại, nghĩ lại thôi cũng thấy phát sợ. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cây cầu treo rung chuyển như làn sương rồi dần dần tiêu tán, không thấy tung tích. Hành trình trong Vọng Hương lần này như ảo như mộng, trong lòng Hứa Ứng ngoài phiền muộn còn có một số vấn đề chưa hiểu. Thầm nghĩ, vì sao gương mặt cha mẹ mà ta thấy trong Vọng Hương lại khác với gương mặt cha mẹ trong ký ức của ta? Tuy xung quanh còn có dãy núi cõi âm hai bên bờ sông Nại Hà, nhưng sắc trời đã dần sáng, không phải phủ kín sương mù như lúc trước. Hứa Ứng cõng hộp kiếm sau lưng, chỉ cảm thấy trong hộp kiếm có một luồng kiếm khí như có như không quanh quẩn xung quanh, thi thoảng lại nhảy nhót trước mặt y, như hai thanh kiếm giao chiến va chạm trên không trung. Hứa Ứng hỏi thử Hứa Ứng, nhưng Ngoan Thất không có cảm giác gì. Thuở nhỏ ta đọc sách, trong sách có nhắc tới văn võ Đại Thánh Hoàng Đế, đến thời kỳ Chí Đạo Đại Thánh Hoàng Đế, võ đạo hưng thịnh. Trong giới Quan Na lưu hành phương pháp lấy khí dưỡng kiếm, viên thiên cương này là đại na dùng khí dưỡng kiếm, đã trở thành một thần thoại. Ngoan Thất suy đoán, trong hộp kiếm này có kiếm khí của hắn, ngươi cõng trên lưng sẽ bị kiếm khí của hắn ảnh hưởng, cho nên mới thấy bóng kiếm. Hứa Ứng thấy hứng thú, dò hỏi, thế thì từ kiếm khí của hắn có thể tìm hiểu ra kiếm pháp mà hắn tu hành không? Ngoan Thất á khẩu, cười nói, A Ứng, ngươi nói linh tinh cái gì thế? Người ta tự dưng đưa ngươi một quyển chân kinh mà ngươi còn không luyện được, huống chi tìm hiểu ảo diệu của kiếm pháp từ kiếm khí. Hắn nói cũng đúng, bao nhiêu người muốn tu hành mà không tìm được phương pháp, cho dù có được phương pháp cũng chưa chắc đã luyện được. Thậm chí khổ tâm nghiên cứu nhiều năm cũng có thể hiểu sai,
đi lầm đường. Ví dụ thực tế là ông cháu ba đời nhà họ Ngưu, tu luyện tượng lực Ngưu Ma Quyền bao lâu mà không tìm được phương pháp, không thể tu luyện tới tầng thứ tư. Chỉ có Ngoan Thất được Hứa Ứng chỉ điểm, nhanh chóng tu luyện tới tầng thứ năm, giờ cũng sắp đột phá lên tầng thứ sáu. Từ đó có thể thấy, muốn tìm hiểu kiếm pháp từ trong kiếm khí, độ khó cao tới mức nào. Hứa Ứng cực kỳ hứng thú, tiếp tục tự nghiên cứu. Thiếu niên nhặt một cành liễu thẳng tắp, vừa đi vừa tiện tay vung vẩy, cầm cành liễu thi triển theo kiếm quang mà mình cảm ứng được. Dần ra, khí huyết của Hứa Ứng truyền vào cành liễu, bất chi bất giác, theo hắn thi triển chiêu thức. Khí huyết của hắn cũng vận hành theo một phương thức kỳ lạ, đi tới cành liễu là hóa thành kiếm khí, cực kỳ sắc bén. Hắn đâm cành liễu ra, hoặc xoay tay vây kiếm, hoặc cổ tay khều kiếm, hoặc bổ, hoặc gọt, hoặc chém, hoặc điểm, đều nghe tiếng kiếm khí viu viu vang vọng, hơn nữa âm thanh càng lúc càng sắc bén. Kiếm pháp là do rất nhiều chiêu thức đơn giản nhất tạo thành, cơ bản chia thành những chiêu thức như khều, vê, chém, bổ, điểm, vỡ, móc, vẩy, quét, cắt, hoa, quấn, lượn. Hứa Ứng vốn chưa từng học kiếm pháp, nhưng y cảm ngộ kiếm khí, không ngờ lại không học mà tự hiểu, nắm giữ những chiêu kiếm cơ bản này. Y luyện tới hứng khởi, khí huyết vận chuyển càng lúc càng sảng khoái, chỉ thấy không ngờ cành liễu lại mọc ra kiếm quang sắc bén, theo khí huyết của hắn vận chuyển mà lúc dài lúc ngắn. Kiếm quang này là do kiếm khí ngưng tụ thành, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, còn sắc bén hơn bảo kiếm bình thường, không gì không phá. Ngoan Thất giật nảy mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thật sự tìm hiểu được một bộ kiếm pháp từ hộp kiếm. Đột nhiên Hứa Ứng nâng quả chuông lớn nhảy lên trên, vung vẩy cành liễu giữa không trung, kiếm khí chút xuống ảo ảo. Ngoan Thất sợ hết hồn, vội vàng tránh né, chỉ thấy dưới đất đã có thêm mấy chục lỗ thủng, thậm chí tảng đá cũng bị kiếm khí xuyên thủng. Cái gã này đã nâng quả chuông mà còn mạnh như vậy, Ngoan Thất cực kỳ hâm mộ. Hứa Ứng hạ xuống đất, trong lòng vui mừng, cành liễu trong tay chọc chỗ này chọc chỗ kia, chỉ hận không tìm được thứ gì đâm một nhát. Ngoan Thất vội vàng cách xa y một chút. Hứa Ứng dò hỏi, tiểu thất, ta thấy thần linh vận kiếm, phi kiếm bay ra, có thể xa tới mấy chục bước, điều khiển như ý, sai khiến dễ dàng. Bọn họ làm thế nào để khống chế phi kiếm? Ngoan Thất chỉnh lại lời hắn, thần linh ngự kiếm giết người, có thể hái đầu từ cách xa ngàn dặm chứ không chỉ mấy chục bước. Phi kiếm của bọn họ là do khí hương hỏa biến thành, không phải phi kiếm thật sự, không có trọng lượng. Hơn nữa phi kiếm là pháp lực của bọn họ, điều khiển pháp lực không phải chuyện đương nhiên à. Hứa Ứng suy nghĩ tới thất thần, đột nhiên mừng rỡ như điên, ngươi nói đúng. Tiểu thất, ngươi quá thông minh, sao ta không nghĩ ra? Hứa Ứng trợn mắt há hốc mồm, đợi đã, ta nói câu nào đúng, ta không hiểu. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 39, Thần Tiên Bất Lão, 1. Hứa Ứng hưng phấn khó tả, thầm tính toán trong lòng, thân là luyện khí sĩ, khống chế pháp lực của bản thân là chuyện đương nhiên. Pháp lực của thần linh hóa thành phi kiếm cho nên bọn họ khống chế pháp lực chính là khống chế phi kiếm. Ta cũng có thể khống chế nguyên khí. Nguyên khí của ta phóng ra ngoài có thể tạo thành tượng vương thần thể, đương nhiên cũng có thể hóa thành phi kiếm. Y cực kỳ hứng thú, thử làm cho nguyên khí của mình biến thành hình thái phi kiếm, nhưng thử nghiệm vài lần vẫn không thành công. Hứa Ứng lại hoàn toàn không nhụt chí, tiếp tục thử nghiệm. Có điều hình thái kiếm không giống tượng vương thần thể là tuyến đường vận hành công pháp, có ràng buộc tự nhiên. Hình thái kiếm lại không có ràng buộc, cho nên Hứa Ứng phải tự khống chế nguyên khí, để nguyên khí tạo thành hình thanh kiếm, do đó cực kỳ khó khăn. Hay là ta thử khống chế cành liễu trước đã? Hứa Ứng thầm suy nghĩ, lập tức truyền nguyên khí vào trong cành liễu rồi dùng thần thức điều động nguyên khí trong đó, cuối cùng chậm rãi buông bàn tay ra. Cành liễu loạn trà loạn choạng, không ngờ lại trôi lơ lửng trên không trung. Hứa Ứng vui mừng, suy nghĩ một chút, không ngờ cành liễu lại bắt đầu bay lượn siêu siêu vẹo vẹo trên không. Ngoan Thất thấy vậy sững sờ, không ngờ hắn lại làm được. Rốt cuộc câu nói nào của ta chỉ điểm hắn? Ta có thể chỉ điểm hắn, chắc chắn có thể chỉ điểm chính ta. Hắn đột nhiên tìm lại tự tin, gã họ Hứa kia có là gì? Chẳng qua chỉ là tiểu bối được xà gia chỉ điểm, gã họ Hứa có thể làm được, đương nhiên xà gia cũng có thể làm được. Hứa Ứng khống chế cành liễu,
thi triển kiếm thuật mà mình vừa tìm hiểu được, cành liễu quá nhẹ nhàng, rất khó thi triển, ý nghĩ chỉ hơi dùng sức một chút thôi là không thành chiêu pháp. Y vụng về khống chế cành liễu, thi triển kiếm thuật mà mình tìm hiểu được hết lần này tới lần khác, học cách khống chế ý nghĩ, thần thức và nguyên khí. Y tự tìm tòi nhưng tiến triển thần tốc, chẳng bao lâu sau đã tìm hiểu được ngự kiếm thuật, khống chế cành liễu thi triển các kiếm chiêu cơ bản. Ngoan Thất vẫn không nghĩ ra là câu nào, thấy Hứa Ứng đã có thể thi triển ngự kiếm thuật tới mức ra hình ra dáng, trong lòng uất ức, Xà gia có đầu óc này để làm gì? Cành liễu bay tới, lơ lửng trên không cách bờ vai Hứa Ứng nửa thước, di chuyển theo thân hình Hứa Ứng, y đi tới đâu thì cành liễu bay tới đó. Hứa Ứng cau mày suy nghĩ, ngự kiếm thuật của ta đã có thể điều khiển như cánh tay, nhưng không biết nếu không cầm kiếm trên tay có thi triển được kiếm khí kiếm quang hay không. Ngoan Thất thấy y khổ sở suy nghĩ, hiển nhiên bị vấn đề khó khăn này ngăn cản, cười nói, A Ứng, ta nghe nói người thông minh thường có thể suy luận. Hai mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, đột nhiên vỗ tay nói, ngươi nói quá đúng. Đa tạ chỉ điểm, cuối cùng ta cũng nghĩ ra rồi. Ta còn chưa nói hết. Thôi bỏ đi, ngươi vui là được rồi. Hứa Ứng hưng phấn khó tả, vừa khống chế cành liễu thi triển kiếm thuật, vừa nói liến thoáng, ngươi nói không sai, suy luận. Ta dùng thần thức khống chế nguyên khí trong cành liễu, thần thức tương đương với cánh tay ta. Ta cầm cành liễu, nguyên khí có thể truyền qua cánh tay ta vào cành liễu, có thể thi triển kiếm khí. Nói cách khác ta có thể làm cho nguyên khí của bản thân thuận theo thần thức không ngừng truyền vào cành liễu, từ đó thi triển kiếm khí, kiếm quang. Cành liễu nhanh chóng bay quanh Hứa Ứng và Ngoan Thất, đột nhiên vù một tiếng, một luồng kiếm khí vô hình từ đầu cành cây bắn ra, tạo thành tiếng xé gió sắc bén. Ngoan Thất vội vàng kéo đuôi lại, kiếm khí lướt sát qua đuôi của hắn, một tảng đá đột nhiên nứt ra, bụi đất bốc lên mịt mù, bị kiếm khí vô hình cắt thành hai nửa. Hứa Ứng khống chế cành liễu bay tới bay lui, ở đầu cành liễu kiếm khí tung hoành, không gì không xuyên thủng, kiếm khí lóe lên là chặt ngang tán cây của một gốc đại thụ. Tán cây kia vù một tiếng bay lên, văng xa vài chục thước mới rơi xuống đất. Ngoan Thất sợ hết hồn, tán cây kia đâu chỉ vạn cân, nhưng lại bị lực lượng ẩn chứa trong kiếm của Hứa Ứng hất văng vài chục bước, có thể tưởng tượng được uy lực của kiếm này. Kiếm khí cỡ này đã sánh ngang với hương hỏa phi kiếm của thần linh. Hứa Ứng thu cành liễu, cực kỳ vui mừng, cười ha hả nói, tiểu thất, nếu không có ngươi chỉ điểm, chắc chắn ta không thể nắm giữ ngự kiếm thuật nhanh như vậy. Hứa Ứng lấy hết dũng khí nói, có thể thấy đọc sách vẫn rất hữu dụng. À Ứng, cái này, nếu ta chỉ điểm ngươi học được ngự kiếm thuật, thế ngươi có thể truyền thụ ngự kiếm thuật cho ta được không? Hứa Ứng gật đầu lia lịa, đương nhiên là được, đơn giản thôi. Ngoan Thất cố gắng học tập nửa ngày, trong lòng nghi hoặc, đơn giản thôi, chẳng lẽ ngươi lừa ta? Hắn lại tiếp tục luyện tập hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn không thể làm cho cành liễu bay lên. Hứa Ứng đành phải để hắn ở một bên, tiếp tục mày mò ngự kiếm thuật, đột nhiên lại nghĩ, ta sử dụng thần thức và nguyên khí có thể làm cho cành liễu bay lên. Thần thức của ta thừa sức gánh trọng lượng của cành liễu. Như vậy, ta có thể dẫm cành liễu bay lên không? Nghĩ cái là làm, y lập tức điều động thần thức, cành liễu lập tức bay lên. Hứa Ứng giơ chân nhảy lên, hạ xuống cành liễu rơi uịch xuống đất. Hứa Ứng thử nghiệm lần hai, cành liễu vẫn không thể gánh chịu trọng lượng của y, lại tiếp tục rơi xuống. Cứ như thế liên tục, trước sau gì cành liễu vẫn không thể vác y bay lên. A Ứng, chúng ta tới Ngô Vọng Sơn rồi. Ngoan Thất đột nhiên tăng tốc, hưng phấn nói, đi mau lên. Nơi này là quê nhà của ta, ông cháu ba đời Ngưu gia chúng ta đều sinh sống trên Ngô Vọng Sơn. Phía bắc của Ngô Vọng Sơn chúng ta là Thủy Khẩu Miếu, Thuấn Đế Miếu, phía tây là Nghi Lâm Tự, phái nam là Hiểu Sơn, phía đông là Điểu Đường Phô. Trong núi của ta đâu đâu cũng có hoa quả, mỗi mùa thu lá vàng, trong núi lại có yêu quái hóa hình chọn những quả cây chín mọng tới chợ ngoài núi đổi lấy gạo và mì ăn. Nó chạy lên Ngô Vọng Sơn, chỉ về phía tây, cười nói, ngươi nhìn kìa, đó là Nghi Lâm Tự, trụ trì trong chùa là yêu thần Bạch Quân Tử. Ơ, Nghi Lâm Tự đâu? Ngoan Thất ngơ ngác đứng trên núi, đột nhiên kinh hãi nói, không đúng, không đúng, Nghi Lâm Tự to như vậy mà chạy đi đâu? Còn Thủy Khẩu Miếu bay đâu rồi? Điểu Đường Phô đâu? Điểu Đường Phô rộng lớn như vậy mà. Nó ngửa đầu lên trời, ngơ ngác nhìn bốn phía, miệng lẩm bẩm, nơi này có còn là Ngô Vọng Sơn không? Hắn quen thuộc với mọi thứ xung quanh Ngô Vọng Sơn,
Còn thời khắc này bốn phía quanh đây đều là từng ngọn núi thẳng tắp, như đao tước rìu đục, có con sông lớn chảy qua rừng núi, xa xa còn có hồ nước lớn như biển ầm ầm sóng dậy. Thứ mà y quen thuộc, chỉ còn lại mình Ngô Vọng Sơn. Đột nhiên đất đai rung chuyển, Ngô Vọng Sơn ầm ầm mọc lên, ngọn núi không ngừng nhô ra từ dưới đất, càng ngày càng cao. Chỗ Ngoan Thất đang đứng xuất hiện một dốc núi cao chót vót, mọc lên từ giữa ngọn núi cũ ngay trước mặt hắn. Một lát sau, ngọn núi kia đã cao hơn ngàn trượng, đất đá không ngừng nứt vỡ rơi xuống, phát ra tiếng động ầm ầm. Ngoan Thất ngẩng đầu nhìn lên, mí mắt không ngừng nhấp nháy, chỉ thấy trên vách đá kia có viết hai chữ: Vô Vọng. Ngô Vọng Sơn mà hắn quen thuộc cũng không còn, chỉ còn lại Vô Vọng Sơn. Tần Nham Động. Đúng rồi, chắc chắn Tần Nham Động của ta vẫn còn. Ngoan Thất vội vội vàng vàng trườn dọc theo sườn núi, đi về phía Tần Nham Động. Chương 40, Thần Tiên Bất Lão 2. Hứa Ứng vội vàng đuổi theo hắn, không bao lâu sau, rốt cuộc Ngoan Thất cũng tìm được nơi cư ngụ Tần Nham Động của mình. Chỉ thấy trong hang núi kia có từng luồng sáng hiện lên, ẩn chứa sinh cơ hùng hồn, hào quang rực rỡ. Hứa Ứng đi tới trước động, ánh hào quang chiếu lên thân thể, không ngờ lại cảm thấy vết thương vốn đã khôi phục lại trở nên ngứa ngáy, không kiềm được gãi vài cái. Y càng gãi càng ngứa, vội vàng tháo cổ áo ra nhìn xuống, không khỏi kinh ngạc. Trước ngực y có khá nhiều vết thương, trong đó có 3 vết móng sâu tới tận xương, đó là Thạch Sơn Thần lưu lại cho y, suýt nữa mổ bụng moi ruột. Sau khi Hứa Ứng tắm rửa máu rồng trong Vọng Hương Đài, vết thương trên người y đã khép lại nhưng vẫn lưu lại từng vết tích cực kỳ khủng khiếp. Vết sẹo dài trên ngực còn như từng con rồng nho nhỏ, nằm ngoài trước ngực, chạm vào có cảm giác lởm chởm, hết sức xấu xí. Thế nhưng bây giờ những vết tích đó đang từ từ biến mất. Vết sẹo biến mất, màu sắc làn da không khác gì những chỗ xung quanh. Không ngờ thân thể y đã không còn dấu vết nào chứng tỏ từng bị thương. Tần Nham Động này ẩn chứa sinh cơ tràn trề, không thể coi thường. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, đây có đúng là chỗ ở của ông cháu ba đời nhà họ Ngưu không? Vết thương trên người Ngoan Thất cũng biến mất, không còn dấu hiệu nào cho thấy từng bị thương. Hắn cũng không ngờ Tần Nham Động lại có biến hóa như vậy, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nhảy vào trong động. Hứa Ứng lo hắn gặp chuyện nên vội vàng đuổi theo. TND sâu tới hơn 10 dặm, kéo dài tới tận giữa núi. Lần này ngọn núi biến hóa, Ngô Vọng Sơn biến thành Vô Vọng Sơn, Tần Nham Động cũng rộng lớn hơn nhiều, sâu hơn hẳn cũng trước. Hứa Ứng đi theo Ngoan Thất, chỉ thấy trên vách động mọc ra rất nhiều ngọn cỏ, tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Có vách động như mới mọc ra, trên vách động không có lớp gì, rất mới mẻ, nhưng lại có viên linh châu lớn treo bên trên, tỏa ra ánh sáng âm u, soi sáng con đường. Tiểu Thất, nhà của ngươi lớn thật. Hứa Ứng hết nhìn đông lại nhìn tây, kinh ngạc nói. Ngoan Thất đi trước dẫn đường, chỉ thấy trong hang uốn lượn quanh co, khắp nơi đều là vách đá, nhũ đá, tảng đá lởm chởm. Trong Tần Nham động lại có hang động, các hang động nối với nhau, có nhiều chỗ bị nước nhấn chìm, cần lặn xuống nước bơi qua. Hứa Ứng kéo quả chuông lớn lặn theo Ngoan Thất, bốn phía là những tảng đá kỳ quái, còn có vách đá khổng lồ, bên trên viết văn tự kỳ dị. Chỉ có điều ánh sáng quá mông lung, không nhìn rõ được, không biết trên đó viết gì. Hứa Ứng kinh ngạc khó tả, nếu không có Ngoan Thất dẫn đường, y cũng không ngờ dưới nước còn có một khoảng không gian khác. Tần Nham Động phức tạp như vậy, chắc chắn truy binh không thể tìm ra nơi này. Hứa Ứng mới nghĩ tới đây thì đột nhiên bật cười. Ngô Vọng Sơn biến thành Vô Vọng Sơn, địa hình xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn, thậm chí bản thân Ngoan Thất còn không nhận ra, huống chi quan phủ và thành hoàng. Không khéo Vô Vọng Sơn ở đâu bọn chúng còn không biết. Hứa Ứng thầm nghĩ. Ngoan Thất đi qua một vách đá, chỉ thấy vách đá kia xuất hiện từng vết rạn, có đoạn vách đá đổ sụp. Bọn họ bơi qua chỗ đá sập, nổi lên mặt nước, trước mắt là một dải bậc thang bạch ngọc, trải lên mặt nước. Hứa Ứng theo rất ra khỏi mặt nước, chỉ thấy một cây cầu bạch ngọc kề sát mặt nước, kéo dài về phía trước. Đến đây Ngoan Thất mới thở phào một tiếng, miệng lẩm bẩm, nhà ta vẫn còn, nhà ta vẫn còn. Hắn đi trước dẫn đường, Hứa Ứng đi lên cầu bạch ngọc, không biết đi bao xa, chỉ thấy mặt nước trước mặt đột nhiên càng lúc càng sáng sủa rộng rãi. Phía cuối cây cầu, một cung điện được điêu khắc từ bạch ngọc hiện lên trước mắt y. Ngoan Thất cười nói, đây là chỗ ta tu luyện. Không có ta dẫn đường thì đừng hòng tới được đây. Hứa Ứng quan sát bốn phía,
kinh ngạc tới mức không nói ra lời. Ai mà ngờ được trong hang động trên núi lại có một cung điện hùng vĩ tráng lệ như vậy. Hơn nữa đến chỗ này thì sinh cơ càng dồi dào, khiến y chỉ hít thở thôi mà tu vi cũng tăng cường không ít, quả xứng danh tiên sơn phúc địa. Đột nhiên, Hứa Ứng dừng bước, nhìn chằm chằm về phía trước, trái tim đập thình thịch loạn nhịp. Chính giữa cung điện bao nhiêu là một cái quan tài đen kịt. Cách chiếc quan tài không xa, một thiếu nữ đưa lưng về phía bọn họ, ngẩng đầu nhìn bức tường ngọc cao lớn phía trước. Tiểu Thất, chẳng phải ngươi bảo không có ngươi dẫn đường thì đừng hòng tới được đây à? Hứa Ứng hạ thấp tiếng nói, lặng lẽ lùi lại phía sau. Xà Yêu Ngoan Thất cũng nhìn thấy cái quan tài đen, cũng lùi lại phía sau, nhỏ giọng kêu khổ. Hơn 300 năm qua nhà họ Ngưu chúng ta luôn ở đây, chưa bao giờ có ai khác tới, ai mà biết làm sao nữ quỷ kia lại biết nơi này. Vô Vọng Sơn thay đổi đã khiến hắn phát điên, không ngờ nơi ở của mình còn bị nữ quỷ trông mất. Nữ quỷ trong miệng bọn họ chính là thiếu nữ trong chiếc quan tài dưới giếng cổ ở miếu hoang trên Thạch Sơn. Quan tài đặt trong cung điện Bạch Ngọc chính là chiếc quan tài đen trong giếng. Chuyện xảy ra trong buổi tối Nại Hà đổi đường, cả đời này Hứa Ứng cũng không quên được, y tuyệt đối không nhận nhầm, thiếu nữ dưới bức tường Bạch Ngọc chính là nữ quỷ từ trong quan tài chui ra. Hứa Ứng còn nhớ lúc bọn họ bị con mắt kỳ dị dưới giếng khống chế, không thể kiểm soát bản thân mà tự động kéo sợi xích, nhớ cảnh huyết thủy dâng lên cuồn cuộn trong giếng. Y còn nhớ rất rõ, thiếu nữ ngày ngồi trên miệng giếng chải đầu, quả chuông cũng là cô ta đánh bị thương. Hứa Ứng đột nhiên nghĩ tới, quả chuông bị thiếu nữ trong quan tài đánh bị thương. Thiếu nữ trong quan tài bị quả chuông trấn áp dưới giếng không biết bao nhiêu năm, giữa bọn họ là thâm cừu đại hận, có thể nói không đội trời chung. Nhưng bây giờ quả chuông lớn đang nằm trong tay mình. Nghĩ tới đây, y lập tức cầm quả chuông ném xuống dưới cầu. Cong, chuông đồng rơi xuống nước. Trong cung điện Bạch Ngọc, thiếu nữ trong quan tài bị tiếng chuông kinh động, quay đầu nhìn lại, dung mạo khiến hai mắt Hứa Ứng sáng bừng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thiếu nữ trong quan tài có vẻ nhận ra y, hơi ngạc nhiên, dường như đang bực tức không hiểu vì sao y lại tìm đến nơi này. Nhưng cô lập tức mất đi hứng thú với Hứa Ứng, lại quay sang nhìn bức tường Bạch Ngọc như lúc trước. Hứa Ứng tiếp tục lùi lại phía sau, quả chuông bồng bềnh trên mặt nước như tấm gỗ, Hứa Ứng đi tới đâu, nó cũng theo tới đó. Hứa Ứng tê dại ra đầu, trong lòng thầm nhủ, ngươi chìm xuống đáy đi, ngài chuông à, ngài mau chìm xuống đáy đi. Quả chuông như đang giận dỗi, trôi nổi trên mặt nước nhưng nhất quyết không chìm, dáng vẻ như muốn đồng quy vu tận với y. Đúng lúc này, trong cung điện Bạch Ngọc vang lên tiếng thở dài u uất, một giọng nói dịu dàng vang lên giữa động phủ trong núi này, như hoa lan trong cốc vắng, vừa yên bình vừa thần bí. Phía nam Tiêu Tương, vực sâu Thương Ngô, dưới núi Cửu Nghi, thần tiên bất lão. Địa điểm phi thăng này, cuối cùng lại hoang vắng. Thiếu nữ cạnh cung điện thở dài, lẽ nào cường đại như ngươi cũng không tránh được sinh lão bệnh tử. Cường đại như ngươi mà động phủ cũng trở thành chỗ ở cho yêu tà. Quả chuông nghe thấy giọng nói này, run rẩy một thoáng rồi chậm rãi chìm xuống đáy nước. Các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.